Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất mới nhất mỗi ngày và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tạm giữ phương tiện giao thông là một trong những biện pháp ngăn chặn sự tiếp tục vi phạm của người vi phạm, đảm bảo hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Vậy cảnh sát giao thông có trách nhiệm bảo quản phương tiện giao thông bị tạm giữ hay không? Trường hợp xe có hư hại thì cảnh sát giao thông có trách nhiệm bồi thường không? Tại điều 3 Nghị định 138 trên 2021 trên NDCP, quy định nguyên tắc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực hiện như sau. Thứ nhất, tăng vật phương tiện bị tạm giữ, tịch thu phải được quản lý, bảo quản chặt chẽ, an toàn, sắp xếp hợp lý, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn, không để gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, thứ hai các tăng vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu phải được bảo đảm tính nguyên vẹn không tính đến phần giảm giá trị thiệt hại do các nguyên nhân khách quan như thời tiết độ ẩm hao mòn theo thời gian và các nguyên nhân khác thứ ba giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ phải được quản lý bảo quản chặt chẽ an toàn sắp xếp hợp lý dễ kiểm tra tránh nhầm lẫn bảo đảm tính nguyên vẹn thứ tư chỉ tiếp nhận trả lại chuyển tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ hoặc tiếp nhận chuyển tăng vật phương tiện bị tịch thu cho cơ quan tổ chức cá nhân khi có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền do đó trường hợp cảnh sát giao thông có tạm giữ những tăng vật phương tiện thực hiện hành vi vi phạm đã được ra quyết định tạm giữ thì phải đảm bảo bốn nguyên tắc trên khi áp dụng trong quá trình quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, thì cơ quan có thẩm quyền tạm giữ tăng vật phải có trách nhiệm theo Điều 9, Nghị định 138 trên 2021 trên NDCP, quy định như sau. Người lập biên bản tạm giữ có trách nhiệm quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho đến khi bàn giao tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho người quản lý, bảo quản ngoài ra người ra quyết định tạm giữ tịch thu có trách nhiệm quản lý bảo quản tăng vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trường hợp tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ bị mất bán trái quy định đánh cháo hư hỏng mất linh kiện thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật Bên cạnh đó, người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trường hợp phương tiện giao thông vi phạm hành chính được giao cho tổ chức cá nhân vi phạm giữ bảo quản thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện có trách nhiệm quản lý bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính từ khi tạm giữ phương tiện cho đến khi giao phương tiện cho tổ chức cá nhân vi phạm giữ bảo quản như vậy trường hợp cảnh sát giao thông ra quyết định tạm giam phương tiện giao thông vi phạm thì phải có trách nhiệm quản lý bảo quản phương tiện giao thông vi phạm hành chính từ khi tạm giữ phương tiện cho đến khi giao phương tiện cho tổ chức cá nhân vi phạm trường hợp có xảy ra hư hỏng mất mát thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại